Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Mèo Vặt và Thủ Thuật. Video hôm nay là một video dành cho những bạn thích ca hát, nhảy múa, đặc biệt là những bạn hay nhảy dân vũ. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhân bản một video, một hình người có thể thành 3, 4, 5 hình hoặc là nhiều hơn nữa. Và trên màn hình các bạn đang xem đây chính là một video mình vừa tạo ra. Mình đã nhân bản một hình thành bốn hình, thực ra nó chỉ là một người nhảy. Ở các video lần trước mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách ghép bằng ứng dụng CapCut. Thế nhưng hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ghép bằng ứng dụng KineMaster. Ứng dụng KineMaster ghép nó sẽ đẹp hơn ở trên CapCut nhé. Thì đầu tiên các bạn hãy tải ứng dụng KineMaster về. Và bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn các bạn cách ghép luôn. Chúng ta sẽ nhấn vào KineMaster. Rồi ta ấn OK này. Ta sẽ nhấn vào chỗ tạo mới. Và chọn tỷ lệ phù hợp với cái video của các bạn nhé. Ở đây mình sẽ chọn 16:9 và nhấn tạo ra này. Rồi tiếp theo. Ta sẽ chọn một cái video nền nhé. Một video nền hoặc một bức ảnh nền đều được. Ví dụ đây mình sẽ có một cái video như thế này. Ở phần Pixel Lope mình đã tạo cho hình ảnh mây nó chuyển động như thế này. Đó, ví dụ như này. Thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái video nền hoặc một cái bức ảnh cho nó phù hợp nhé. Ở cái video này thì cái chỗ để chúng ta đứng nhảy nó không có. Đó, đây là cái sườn đồi. Thì bây giờ mình lại phải ghép một cái hình lên đây. Đó, ví dụ như thế này. Ta nhấn vào lớp, nhấn vào đa phương tiện. Và ta sẽ chọn tới một cái bức ảnh như này. Đây, ví dụ cái bức ảnh này. Thì bây giờ ta sẽ cắt lên, ta lấy cái đoạn cỏ này thôi. Ta nhấn vào phần cắt này. Ta kéo xuống. Các bạn cũng có thể áp dụng cách này để tạo cái video nền nhé. Đây. Ta zoom lớn lên. Zoom lớn lên. Và chỗ phần cắt này, ta đẩy cái này lên. Đẩy cái này lên để nó mờ mờ. Đó, nhìn nó sẽ giống hơn. Và ta zoom lớn lên một chút nữa. OK. Đó, như này là ta có thể đứng đây, ta nhảy được. Rồi ta kéo cái hình này dài ra nha. Hết video thì thôi. Ta kéo hết video. OK. Đó, ta đã có một cái video nền. Nếu như các bạn không có video, ta có thể chọn một bức ảnh bất kỳ nhé. Và tiếp theo, bây giờ ta sẽ chọn tới cái video mà chúng ta nhảy. Thì mình thì không biết nhảy, nhưng mình đã copy một cái video ở trên kênh bạn Thắm Dance Support. Đây là một cái video này. Bạn nào thích nhảy có thể vào kênh của bạn này xem. Bạn này có rất nhiều video hướng dẫn cách nhảy dân vũ, cách nhảy gì đây, Thắm Dance Support. Đó, đây là tên kênh của bạn này. Thì bây giờ mình sẽ tách nền của cái video này ra nhé. Thì các bạn nhấn vào đây. Nếu như các bạn có nền xanh thì chúng ta chỉ cần nhấn vào phím Chroma này, chúng ta tách nền xanh đi là xong. Còn nếu như các bạn không có nền xanh thì chúng ta sẽ nhấn vào chỗ xóa nền ảo thuật này. Ta xóa. Thì bây giờ mình sẽ cắt ngắn đi một chút để xóa nó nhanh, các bạn đỡ mất thời gian nhé. Đó, ví dụ mình sẽ cắt ngắn như này. Bây giờ ta sẽ xóa nền ảo thuật. Đó, cái phiên bản mới của KineMaster này nó đã có phần xóa nền ảo thuật này. Không cần nền xanh chúng ta cũng có thể xóa được. Đây, ta ấn vào đây, xóa nền ảo thuật này. Và chúng ta chờ một lát nhé, nó chạy hết cái này sang đến bên phải này là ta đã xóa nền xong. OK, đã hoàn thành. Bây giờ ta đã có một cái video nhảy thế này. Bây giờ ta mở lên ta xem thử này. Đó, bạn này nhảy rất là đẹp. Những người hay nhảy múa này có dáng cực kỳ là đẹp luôn. Đó, thì bây giờ ta đã có một cái tạo ra 2, 3, 4, 5 hình. Thì chúng ta chỉ việc nhấn vào
nhấn vào cái video mà chúng ta vừa mới thêm vào đây, và ta nhìn thấy cái dấu ba chấm này, ta nhấn vào dấu ba chấm và ta nhấn sao đúp. Xong, ta đã sao đúp xong, đó thành một hình. Tiếp theo, ta muốn sao đúp nữa thì chúng ta lại sao đúp tiếp. Và bây giờ ta sẽ tắt nhạc của một video đi, pha trộn âm lượng, ta nhấn vào tắt. Tiếp theo ta sẽ sao đúp tiếp cái này, sao đúp thêm một cái nữa, ta đặt sang bên này và ta thêm một cái nữa, sao đúp tiếp. Đó, ta đã có bốn cái chẳng hạn, ví dụ như này. Bây giờ ta sẽ sắp xếp lại, ta sắp xếp làm sao cho nó vào cái khung video của chúng ta nó hợp lý một chút. Ví dụ mình sẽ đặt như này. Bây giờ ta chỉ sắp xếp lại. Ok, bây giờ ta mở lên ta xem này. Ta xem các cái kích thước, các cái khoảng cách nó đã hợp lý chưa? Như cái chỗ này nó vẫn nó hơi bị sát nhau. Bây giờ ta có thể kéo dài một chút. Ok. Còn nếu như các bạn muốn cái video này nó đối ngược nhau, ví dụ hai bên này nó ngược với hai cái hình bên này, thì chúng ta chỉ việc nhấn vào đây, xoay phản chiếu này và xoay. Rồi, và cái này cũng vậy. Ta cũng lại xoay, ta xoay hai cái hình bên này là được. Rồi. Ok, thì bây giờ ta mở lên ta xem. Nó như vậy là xong. Nếu như chúng ta muốn thêm các cái hiệu ứng vào đây, ta có thể thêm. Ví dụ mình sẽ cho thêm một cái đàn bướm vào đây chẳng hạn. Ta nhấn vào lớp này. Nhấn vào cái hình nhãn dán, hình trái tim này. Nhấn vào đây. Và đây mình đã tải chỗ con bướm xuân về. Các bạn chưa có, ta chỉ việc nhấn vào ngôi nhà này. Và ta tìm. Ta nhấn vào chỗ trang trí này. Nó có rất nhiều các cái hình để chúng ta có thể tải về mà ta ghép lên. Đây, ví dụ như các cái hình con bướm này, ta có thể tải về nhé. Rất nhiều hình. Kể cả là đèn chiếu laser này, chúng ta có thể tải về. Ta tìm thấy hình con bướm xuân. Đây, ví dụ con bướm xuân đây. Chúng ta nhấn vào và ta tải nó về. Đây, mình đã tải sẵn rồi. Ok. Rồi, bây giờ ta sẽ ghép nó vào cái video. Ta chỉ việc nhấn vào. Thì đây nó có mấy hình, ta chọn một hình bất kỳ. Đó, ví dụ như này. Ta có thể thu nhỏ lại một chút nhá. Đó, ví dụ như này. Rồi ta nhấn vào cái hình con bướm xuân này, ta kéo dài thời lượng ra. Kéo dài thời lượng hết video thôi. Ok. Đó. Bây giờ ta mở lên ta xem thử. Đó, và rất là đơn giản, ta có thể nhân bản những cái video, những cái hình của chúng ta nhảy múa lên thành 4, 5 hoặc là nhiều hình hơn nữa, để chúng ta ghép lên một cái phong cảnh hoàn toàn mới. Đó, và chúng ta chỉnh sửa xong, chúng ta nhấn vào đây ta lưu lại nhé. Nhấn vào đây ta lưu lại. Ta chọn cái độ phân giải tỷ lệ khung hình và chúng ta nhấn vào lưu.
Thông thường chúng ta cứ chọn Full HD và khung hình 30 là nó rất nét rồi. Và ta nhấn vào lưu dưới dạng video. Nhấn vào đây. Đó, và chúng ta chờ cho cái này chạy hết sang đây là xong. Đó, và rất đơn giản, ta có thể tạo ra một cái video nhảy dân vũ nhân bản 4, 5 hình lên một cái phong cảnh hoàn toàn mới bằng cái ứng dụng Inner Master. Và video chia sẻ của mình xin được dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Chúc tất cả các bạn thành công. Xin kính chào và